Chào mừng các bạn trở lại với Queen Channel. Hôm nay là ngày mùng 7 âm lịch. Mình đang có mặt tại đầm Ô Loan, nơi diễn ra hội đua thuyền truyền thống đầm Ô Loan vào mùng 7 Tết hàng năm. Lễ khai mạc đang diễn ra, các bạn thấy mọi người đang rất là đông tại đầm Ô Loan. Có rất là đông người đang đi xem lễ hội đua thuyền. Ở đây còn có bán rất là nhiều những hàng quán ăn vặt, những cái quầy ăn vặt rất là nhiều nè. Thank you.
Các tay chèo đã chuẩn bị đến vạch xuất phát. Ban tổ chức xin thông báo, mỗi đợt chọn một đội nhất và chọn thêm một đội nhì của ban đoàn, đó là chọn tối nhất bấm giờ. Có rất là đông các bạn nhỏ cũng đang có mặt tại Đầm Mộ Loan để mà xem đua thuyền. Đây là khu vực các vận động viên sẽ xuống thuyền, xuống sổng để mà ra khu vực xuất phát. Trên đường đua số 1, đơn vị xã Mỹ, trên đường đua thứ 2, đơn vị xã Cư, trên đường đua thứ 3, đơn vị xã Dân. Mời ba đơn vị An Mỹ, An Cư và An Giang chúng ta chuẩn bị vận động viên. Và hiện nay đang để là đáng lẽ là mấy ghi này có một chiếc lượt dắt ra nữa này dắt về trường quốc gia. Vâng, rất đề nghị quý khán giả chúng ta cho một tràng vỗ tay cho ông đầu tiên của hội đua thuyền truyền thống Cà Mau Long Sản Tư năm 2020. Nước chảy. Trên đường đua số 1, đơn vị xã Mỹ. Trên đường đua thứ 2, đơn vị xã Cư. Trên đường đua thứ 3, đơn vị xã Dân. Mời ba đơn vị chúng ta cho vận động viên mặc áo phao và tập kết tại khu vực của đồng tài. Các bạn thấy trên cầu Long Phú hiện bây giờ là không cho xe qua khu vực này, bởi vì người ở khu vực này rất là đông này. Nhìn các vận động viên thi đấu trên cầu Long Phú thì rất là rõ. Vào dịp đua thuyền truyền thống ở An Cư Tuy An thì mọi người thường ghé đến đây để mà xem lễ hội cũng như là thường mua những thủy hải sản ở Đầm Mộ Loan, nên các thủy hải sản ở đây rất là đắt hàng trong dịp lễ hội. Rất là nhiều loại nghêu, hầu. Đây là sứa này các bạn.